Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 4 ha. Shop Tuấn KCB tiếp tục gửi đến anh em một lô cần hàng kiện Nhật anh em nhé. Lô lần này như anh em có thể thấy nè, bao gồm 47 con cần ha, đủ các thể loại hết cho anh em tham khảo. Từ cái dòng lua ngâm, sông hồ, câu rê, câu lục ha, câu quạt vào biển, dòng cần tay, dòng cần ISO, hay ba khúc cấp gốc, từ bình dân cho đến cao cấp anh em nhé. Em thích cây nào cứ alo trực tiếp với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ mình cũng chỉ vào thông số chi tiết cũng như là giá từng cây cho anh em tham khảo ha. Thì anh em có những thắc mắc gì cứ alo trực tiếp với mình anh em nhé. Đầu tiên như anh em có thấy trên tay mình là một con cần 3 khúc anh em nhé. Đây là một con cần Daiwa Jackpot. Con này hình thức nó còn rất là đẹp anh em. Đây, hình thức nó đây, anh em có thấy nhá. Rất là mới đẹp. Độ cứng siết dài 4 mét ha. 3 khúc carbon 2 da anh em nhé. Bass Fuji, fan Fuji anh em nhé. Fuji FS7 da băng này. Cần đẹp anh em nhé. Cho anh em câu lục ha. Con này thì nó độ cứng 27. Thích hợp cho anh em đánh gần gần anh em nhé, tầm 30 mét quay đầu. Con này đánh đẹp. Mã số 1 sẽ có giá là 2 triệu rưỡi ha, cần mới tinh à, zin nguyên bản. Số 2 mình gửi đến em một con cần lua ha, con này có cá bao nè. Đây là một con cần lua hải anh em nhé, thương hiệu Daiko ha. Daiko là một cái thương hiệu nội địa Nhật rồi. Đây, thông số nó mình quay cho anh em xem ha. Con này thì nó dài 3 mét 2 khúc anh em nhé, độ cứng là M. Line của nó là 10 đến 20 phao nè, lua của nó là 3 phần 8 cho đến 1 trên 1 phần 2 ô giác anh em nhé. Thì con này nó thích hợp cho anh em đánh mồi tầm 7 cho đến 24 gram anh em nhé. 7 đến 24 gram. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm rất là hợp ha. 3 mét 2 khúc nè. Phen là phen Fuji Six gòn hết anh em nhé. Fuji Six chân gòn ha. Đây cô là hàng nội địa Nhật anh em nhé. Đây Fuji Six chân gòn này. Chất liệu carbon ha. Bass là bass Fuji gòn nè. Mã số 2 sẽ có giá là 2 triệu rưỡi. Cần đẹp anh em nhé. Fuji Six 3 chân hết chân gòn. Cho anh em đánh lóc ha. Lóc đánh chẽm 3 mét 2 khúc giá 2 triệu rưỡi mã số 2. Số 3 mình lên cho anh em một con cần lua 2 khúc anh em nhé. Số 3 là một con cần lua 2 khúc. Thì thông số của nó anh em có thể thấy nè. Con này thông số của nó sẽ là 2,7 anh em nhé. Seabass 2,7 carbon 2 da nè. Con này độ cứng nó tầm ML ha, cho anh em đánh lóc đánh chẽm. Carbon 2 da, fan bass Fuji hết, cần còn đẹp ha. Phen bát Uzi, phen cao nè. Con này anh em đánh mồi 7 cho đến 21 gram anh em nhé. Rất là đẹp anh em nhé. Giá 1 triệu mã số 3. Cho một con lua chắc như này, 2 khúc máy đứng ha. Tiếp mã số 4, lên cho anh em một con cần cắm gốc anh em nhé. Đây, cần cắm gốc đây. Con này thì trang bị fan Fuji, fan bướm ha. Mini boss nè. Cứng này nó ghi 80 và 2,1 m anh em nhé. Cắm gốc fan bass Fuji hết. Con này có giá 1 triệu, mã số 4. Cho anh em câu sông hồ, câu bè, câu biển ha. Giá 1 triệu. Mã số 4 của em nhé. Số 5 mình lên cho anh em một con cần lua ha. Con này 2 khúc anh em nhé. 2 khúc mà dạng lửng nè.
Fan của nó là fan Fuji Six anh em nhé. Fuji Six nòng súng ha. Vì cái con này anh em, fan của nó là chân titan hết anh em nhé. Fuji Six nòng súng nhưng mà nó titanium hết nè. Titan hết anh em nhé. Con này thì nó của thương hiệu Taiwan đó anh em. Thương hiệu nổi tiếng ha. Nó có cái hồng số ở đây nè nhưng mà nó bị bay rồi. Có cái tem ở đây. Thường mấy con này mình bán cũng khá nhiều á. Fan Titanium anh em nhé. Bass thì bass Fuji. Con này để mình coi cái chiều dài nó bao nhiêu, nó bay hồng số rồi. Con này chiều dài của nó sẽ là 2,4 m anh em nhé. 2,4 m. Chiều dài 2,4 m anh em nhé. Con này độ cứng cũng cao ấy. Nếu mà so cần lưu nó tầm độ cứng tầm H ra nè. Tính cao á, 2,4 m độ cứng H ha. Fan xích nòng súng titanium nè. Còn rất đẹp anh em nhé. Giá 2,5 triệu. Giá tốt luôn cho anh em chơi ha. 2,5 triệu bộ fan titan. Bộ fan này anh em mua ngoài giá cũng tầm đấy anh em. Kế tiếp mã số 6 mình lên cho anh em một con cần 3 khúc ha. Con này là con cần Daiwa. Dòng cần Daiwa Phantom anh em nhé. Fan Fuji 3 chân nè. Đây, quay cho anh em xem này nó hơi bám bám bụi ha. Phôi thì còn đẹp, cần còn đẹp anh em, lao lại đẹp à. Nó bị bụi hơn. Dòng này là dòng cần Lugan anh em nhé. Daiwa Phantom Lugan. 3,6 m độ cứng là MH anh em nhé. Fan bass Fuji hết. Con này mình bán cho anh em giá 1,5 triệu anh em nhé. Daiwa Phantom Lugen. Fan bass Fuji. 1,5 triệu. Cứng anh em MH mà. 3,6 m thì anh em là hỏi Lugen thì đây mình vẹn con ha. Mã số 6 1,5 triệu. Số 7 mình lên cho anh em một con cần 2 khúc 3 ngọn anh em nhé. Đây là một dòng Sanwa ha. Sanwa này là một dòng cần nội địa. Đây, xoắn gần guốc hết, xoắn cuộn hết nè. Fan bass Fuji hết em nhé. Bass Fuji tìm vàng luôn. Ba đọt thì nó sẽ lần lượt nó có thông số độ cứng là 30 50, 50 80 và 80 120 anh em nhé. Chất liệu đều là carbon xoắn cuộn. Con này hình thức còn khá đẹp anh em nhé. Zin nguyên bản hết. Giá mình gửi đến anh em là 1,5 triệu ha, dài 2,4 m cho anh em câu cá tra lăn xê sông Hồ ha. Kế tiếp số 8 mình lên cho anh em một con cần cắm gốc ha. Đây cần này cũng là một dòng cần hệ nè, chất liệu carbon. Fan Fuji Six nè, fan bướm ha. Thì ba nó là 40 anh em nhé. Bass là bass Fuji Gold, cần còn rất đẹp. Con này thì nó của thương hiệu Jackson ha. Jackson này là một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ anh em nhé. Con này anh em có thể đánh bóp bin được ha, đánh dít được nè. Hoặc là anh em Logan vẫn được casting luôn. Casting 4 đến 100 g nha. Line là 10 đến 30 phao. Dít với là hồng số lua là từ 40 đến 260 g anh em nhé. Con này nó đa thể loại lắm nha. Em đánh bóp cũng được luôn. Fan full six, fan bướm anh em nhé. Cần thì còn long lanh ha. Phôi còn rất đẹp. Đấy, quay từng cái fan cho anh em xem ha. Zin nguyên bản hết. Những cái hàng này về rất là đẹp anh em. Con này gửi đến anh em mức giá 2,5 triệu anh em nhé. Giá cũng rất là tốt. Độ cứng con này sẽ là 2,4 m ha. Thông số thì mình có đọc rồi đó anh em. Cứng ấy. Con này cứng nha anh em. Cứng đầm H đó. Cứng lắm. Hoặc là anh em cũng có thể mua câu cá tra sông Hồ con lăn xê ha. Cắm gốc. Kế tiếp mã số 9. Mình lên cho anh em một con cần 1 khúc anh em nhé. Con này cũng hàng khủng, hàng dít nè. Fan Fuji Six hết anh em nha, fan Six hết. Đấy. Six hết nè, đầu bu là đầu bu chống xoắn luôn nè. Bu là titanium luôn anh em nha.
U titanium fan này thì không biết phải fan titan không, fan thì cái màu nó giống titan nhưng mà nó không đóng anh em, đầu bu thì titan đó. Thường mấy con cần này mới nó đắt lắm anh em, nhiều double nè. Con này thì là 5 feet 4 anh em nhé, 5 feet 4 thì nó là 1m62 anh em nhé, 1m62. Nó đánh được BR mát là số 5 nè, dít được 300 g ha, thông số rất là khủng. Cho anh em dít ha. Con này cứng lắm nha, cứng hắc đó. Phôi nó thì nó cũng có quẹt quẹt mấy đường anh em nhé. Đây, nó quẹt quẹt cái sơn bóng bên ngoài ha, mình quay cận cho anh em xem nè. Fan bát thì zin nguyên bản hết. Thì con này mình bán giá rẻ cho anh em ha, 2 triệu. 2 triệu này thật chắc anh em đi mua bộ fan ở ngoài nó 2 triệu mấy anh em. Mã số 9 2 triệu anh em nhé. Con này chiều dài là 1m62 một khúc. Cái đếp số 10 lên cho anh em một con cần à. Con này là con cần cắm gốc anh em nhé. Đây anh em nhìn hình thức nó đây rất là đẹp luôn. Con này là chiều dài là 2m1 nha, cắm gốc. Thông số lua 15 đến 30 gram nè, 12 đến 16 phao anh em nhé, 2m1. Salem Sport Tifa hình con cá nè. Phèn phèn xích hết anh em nhé, phèn bướm phèn xích hết nè. Cần rất đẹp, ở đây có chóc sơn miếng anh em nhé. Mấy tí bên ngoài lớp sơn, thì cái phèn khác nó cả. Con này mới đẹp lắm anh em, xích hết nè. Cứng thì tầm MH đó nè. Dạ 2m1 ha, giá là 2 triệu, mã số 10. 11 mình lên cho anh em một con cần dít hàng hệ. Con này cũng là hàng hệ chuyên dụng cho anh em đánh biển ha. Thương hiệu Yamakasu. Quay cho anh em xem ha. Yamakasu anh em nhé, 7 feet 6. Nó tương đương với là 2m28 gần 2m3 này. Yamaha này thì made in Japan anh em, nội địa Nhật không à. Nó đánh được gì BR số 2 đến số 5 này. Line là 12 cho đến 25 phao, lure là 20 cho đến 100 gram anh em nhé. Con này thích hợp cho anh em lure ghềm hoặc là anh em đánh vít nhẹ ha, vít côn đảo nè. Vít cái mồi mấy chục gram á thì đánh con này ok. Anh em cũng có thể mua câu ngâm sông hồ anh em nhé, câu cá tra, câu bè đó. Fan đó là fan Fuji, fan Fuji 6 nè. 340 anh em nhé, Yamakasu, thương hiệu nổi tiếng của Nhật, mấy con này mới đắt lắm anh em. Fan bass nó còn zin nguyên bản hết anh em nhé, cần còn đẹp. Đầu bu Fuji 6 trong xoắn ha. Đấy bu trong xoắn. Con này cứng anh em nhé. Cứng tầm MH á. Cứng lắm. Giá là 2 triệu 6 anh em nhé. Mã số 11 2 triệu 6 Yamakasu. Cái tiếp 12 mình lên cho anh em một con cần cầu lục ha. Đây, con cần hệ dòng mà Daiwa Echa Sub ha, lâu lâu về đựng con nè. Con này còn khá là đẹp anh nhé, cứng là T30 và 4m25, thông số rất là đẹp ha. Dòng này là made in China xuất Nhật anh em nhé, nó chỉ bán bên Nhật thôi. Bass Fuji này S7 ra băng ha. Cha cái màu ngọc trinh này nè. Fan fan xích anh em nhé, fan full xích. Zin nguyên bản hết anh em. Ngọn zin hết. Fan xích hết anh em nhé. Chắc cần thì còn cũng khá đẹp ha. Định vị fan hết đi nhé. Con này thích hợp cho anh em đánh 40 m quay đầu ha. Câu lục. Những em đánh nước cạn thì có thể đánh xa hơn được ha. Còn nước sâu thì nó tầm 40 m quay về thôi. Đấy. Nó sẽ hợp lý đối với anh em. Con này phân xích hay anh em nhé. Giá mình gửi đến anh em là 3 triệu rưỡi. Mã số 12. 13 mình lên cho anh em một con vẫn là cần hệ của Daiwa nữa. Đây là dòng Daiwa lăn súp ha. Daiwa lăn súp ha. Độ cứng 33 và 4m05 anh em nhé. T33 nè. 33 này nó bể ít anh em. Con này gửi đến em mức giá 3 triệu. Lý do là nó bị xước nè.
Đấy, anh em xem nó xước dâm ha, mình quay cận cho anh em xem. Xước này xước bên ngoài hơi do cái thằng Nhật Bản nó câu quá nên nó bạc vào biển á. Cái đít này nè, nó để lên cái đầu gác cần á thì nó xước bên chỗ này nè, cần về nó hay bị xước cái khúc dưới cái góc này lắm, xước dâm bên ngoài ha. Kéo lên kéo xuống á. Còn trên này thì đẹp hết nè, mặt trước thì đương nhiên đẹp rồi, mặt trước nó đâu có động chạm gì đến. Bass nó là bass Fuji Silver nè, fan là fan Fuji Six, dòng fan trắng nè. Fan trắng này chỉ có trên mấy con cần cao cấp thôi nè. Đấy anh em coi thấy ha, fan Six hết. Đọt bam ba cứng lắm nha, đấy to nè. Tình người fan hết em nhé. Cần này thì bên trong của nó vẫn có những cái vết xước ha, quẹt quẹt mấy đường chấm chấm ha. Đây mình quay cận cảnh cho anh em xem ha, lấm chấm nè. Đây lấm chấm bên ngoài vết sơn này nè, quẹt quẹt thôi. Cái vết mình quay cho anh em xem hết ha. Đây, hết rồi nè. Xước lấm chấm quẹt quẹt ha. Con này bán rẻ giá 3 triệu anh em nhé. Dòng lăn súp này thì nó đắt lắm. Cái phen mà đi xem con này như cái phen đây, cái phen nhựa của nó đây. Chỗ này nó bị mẻ tí xíu ha, giờ rút ra rút vô anh em, cái nhựa bên ngoài á. Còn cái này như nóc thì nó vẫn đẹp, cứng lắm. Dùng bình thường không ảnh hưởng gì hết anh em nhé. Đấy, mẻ tí tẹo bên cái góc ở dưới á. Do rút ra rút vô này nó va đập nè. Lâu ngày nó bị mẻ miếng. Giá 3 triệu anh em nhé. Mã số 13. 14 mình lên cho anh em một con dây trong ha, hai khúc. Chất liệu carbon nè. Cứng 120 và 2m25 anh em nhé. Vintech. 450k, mã số 14, cần đẹp anh em nhé. Bán giá rẻ cho anh em về anh em đậu phen hay là anh em để dùng luôn được. Cái tiếp mã 15, con dây trong 3 khúc nữa. Con này vẫn là carbon ha, hai da luôn nè. Cứng là 50 và 3,3 anh em nhé. Made in Korea ha. Ngon lành hết ha. Những phôi đẹp lắm anh em. 50 này cũng dạng cứng này nè. Đây. Cứng này. Con này 500k anh em nhé. Mở 15 500k. 16 lên cho em một con cần 3 khúc anh em nhé. Con này vẫn carbon hai da nè. Bass Fuji ha, 500k luôn mã 16. Carbon hay da 80 36 anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. 500k mã 16. 17 lên cho anh em một con cần ISO anh em nhé. Đây là một con ISO fan lớn nè. Đọt số 3 dài 5m3 ha, thương hiệu Suzumi. Chất liệu carbon fan bass Fuji hết em nhé. Cần còn đẹp anh em nhé. Con này còn đẹp lắm. Con này bán giá 900k cho anh em ha. Giá rẻ cho anh em về dùng ha. Bên trong mới tinh. Đọt số 3 ha. Carbon sóng mà 900k. Cho anh em về câu ISO ha. Sân hàng, cậu có chép rồi. Bên trong mới tinh nghe. Rất là đẹp, 900k. Mã số 17 ha. Đây ngọn của nó đây nghe. Mười tám thì mình lên cho anh em một con cần Daiwa. Con Daiwa sub screen anh em nhé, 30-39. Carbon hai da nè, cái phần góc của nó nghe, nó có xước xước nha. Còn lại thì đẹp. Cứng 30. Fan Fuji anh em nhé. 30 này cũng cứng ấy, cho anh em câu lục ha. Cứng lắm anh em, đọt nó cứng, xoắn hết anh em nhé. Em lưu ý là cái fan ngay chỗ này nó bị mẻ nhựa một tí anh em nhé. Đây, ngay đây này anh em có thể thấy nè. Nó mẻ một tí, dùng bình thường không ảnh hưởng gì hết nè. Carbon hay da, phôi hay da ha. Con em gửi đến em mức giá 1 triệu tư anh em nhé. Mã số 10 18 1 triệu tư.
19 lên cho em một con rút nha. 19 một con rút. Con này chiều dài 2m7 anh em nhé. Lua là 7 đến 21 gram, line là 8 đến 20 phao ha. Phen bass Fuji. À con này phen Fuji thôi anh em. Bass thì bass nó của hãng nè. Phen Fuji anh em nhé. Con này hình như nó không phải fan Fuji luôn em ạ. Mình xem một tí ấy. Nó không đóng. Thường cái con này nó làm fan Fuji mà ta. Con này mình không thấy về chữ Fuji ha. Bán rẻ cho anh em ha. Bán cho anh em con này 500k thôi. Bán rẻ 500k. Fan nó giống Fuji lắm nhưng mà nó không đóng. Suzumi này thường mình về fan Fuji hết rồi ta. 2m7. 500k mã 19. Cần mới tinh anh em nhé. 20. 20 mình lên cho anh em một con súp carbon nè, dài 39. Độ cứng là DX ha. Nặng 380 g ghi nè. Chất liệu carbon anh em nhé. Phen bass Fuji hết. 900k anh em nhé. 900k mã số 20. Cho anh em đánh đầu cần thôi ha anh em. Ngọn xoắn nè. Đấy. Bên trong anh em có thấy nha. Hai mươi chín trăm k. 21 mình lên cho em một con Shimano Sublider ha, 425 CXT anh em nhé. Cần này hình thức em có thấy nè, cái phần chui nó có bị quẹt mấy đường ha. Này cái cao su anh em nhé. Trước này thì đẹp cho nó để cái lên cái gác cần này. Đây quẹt quẹt lên cái nè. Trước này đẹp hết. Basivac da băng ha, phen Fuji gặp nè. Cần này thì nó zin nguyên bản hết em, zin hết. Cần có bao zin anh em nhé. Định vị phen ha. 4m25 độ cứng siết. Cho anh em câu lục anh em nhé. Đánh tầm 340 mét quay về ha. Cả quan xoắn nè. Cái phần cái đốt mà cái góc anh này nó có quẹt quẹt mấy đường anh em nhé. Đây quẹt khúc này nè. Đấy anh em có thấy đó. Con này mã số 21 giá là 3 triệu anh em nhé. 21 3 triệu. Bao zin đầy đủ ha. 22. 22, 23 là mình lên một cặp cần y như nhau anh em. Đây như nhau hết. Dài 4m2 cứng đế cho anh em đánh đầu cần ha. 22, 23 nè. Mình lên con 22 trước nha. Chất liệu carbon, phen bass Fuji hết. Cần đẹp. Cần này cho anh em đánh đầu cần, đánh rô, đánh chép rồi anh em nhé. Bên trong anh em có thấy nè. Đây, hình thức bên trong của nó nè. Bên trong nó mới tinh nè. Con này gửi đến em mức giá 1 triệu ha. Có 2 cây. Cần thì mới tinh ha. 23 cũng vậy luôn nè. 1 triệu như nhau. Phen bass Fuji hết nè. Dòng này nội địa Nhật không em. Cần mềm cho anh em câu chép. Câu tô phi, đầu cần ha. Chất liệu carbon phen bass Fuji. Cho anh em đánh lục đầu cần. Về 4m2 nhé. Trong mới tinh à. Đấy. 23 giá 1 triệu. 24 lên cho em một con cần súp ha. Con này thì là một dòng cần súp Blue Caster ha, dài 4m nè. Cái bọc đít chưa bóc ra luôn anh em nhé. Con này Pacific ra bằng fan Fuji ha. Fan Fuji anh em nhé. Đây ngọn của nó đây anh em.
xoắn anh em nha. Con này cứng thì chắc tầm cỡ xếp anh em, cứng đấy, xếp về 4 m. Cho anh em đánh đầu cần chục dù rồi ha. Con này mình bán giá cho anh em là 1,2 triệu anh em nhé. Mã số 24 1,2 triệu. Blue Caster 25 lên cho anh em một con cần súp Nissin ha. Con súp này 5,4 m nè, khá là hiếm nha. Lâu lâu mới về con dài. Bát Fuji, fan Fuji anh em nhé, súp Nissin. Đây, dài 5,4 m anh em nhé. Con này cứng đế thôi, cho anh em đánh đầu cần thôi anh em, cần dẻo không phải cần cứng anh em nhé. Lưu ý giúp mình nhé. 5,4 m này. Cho anh em câu rô, câu chép luôn nè, rất là đẹp. Dài nè. Súp mà nó 5,4 m nó hiếm lắm anh em. Thường nó 4,5 m dữ lắm. Con này mình bán cho anh em giá 1 triệu anh em nhé. Mã số 25 1 triệu. 26 lên cho anh em con cần cắm gốc ha. Dòng cần hệ nè. Màu rất đẹp anh em nhé. Con này thì để em xem nó có thương hiệu gì. Con này thương hiệu Jackson luôn em, Jackson của Mỹ luôn á. Thông số nó ghi đây ha, 7,6, độ cứng là H nè. 2,28 m anh em nhé. Lure là 10 đến 60 g, line là 8 đến 25 phao ha. Fan Fuji Six anh em nhé, Fan Six, fan bướm ha. Bass Fuji Gold cắm gốc. Cần rất đẹp ha, Hotstar. Fan Fuji Six ha. Zin nguyên bản hết. Fan nó đẹp anh em nhé, màu này độc lắm anh em. Con này thích hợp cho anh em lưu ghền ha, hoặc là câu lóc, câu chẽm mà đánh bạo lực á. Đánh mồi to á thì lấy con này được ha. Cứng đinh hát anh em. Hoặc là anh em câu cá tra sông hồ ha, câu lăn xê. Giá 2 triệu rưỡi anh em nhé, mã số 26 cho một con cần chắc như này. Thêm 7 mình lên cho anh em một con cần. Con này một khúc anh em nhé, một khúc mấy ngang. Cho anh em câu bè, câu biển nè. Bass Fuji ha, Bass Fuji. Con này thì nó ghi là Meterbot. Cứng 50 và 1,8 m ha. Fan của nó là fan Fuji Six anh em nhé, fan Six. Cần một khúc dài 1,8 m. Mình bán giá 1 triệu 2 anh em nhé. Mã số 27 giá 1 triệu 2, giá rẻ cho anh em ha. Fuji Six hết, giá 1 triệu 2 ha. Cái đầu nó có tiên tiên muối tí xíu anh em nhé. Này cạo cái ra hết à. Giá 1 triệu 2. Đấy, chấp chưa? Mã số 27. Kế tiếp 28 lên cho anh em một con cần. Con này con ten reel anh em nhé. Cần ten reel. Con này một khúc nữa nè. Chiều dài của nó sẽ là 2 mét anh em nhé. Chiều dài 2 mét. Chất liệu carbon xoắn đó. Carbon chìm này anh em, xoắn chìm ha. Fan là fan Fuji Six. Bass là bass Fuji tem vàng anh em nhé. Fan Six nè. Ghi đây là dít là từ 4 đến 8 ô giác anh em nhé. Line là 25 đến 50 phao ha. Con này cứng đấy nè, fan Fuji Six nè, trong fan biển anh em nhé. Fan khủng lắm anh em. Đấy, quay cận cho anh em xem ha. Đấy. Cận cảnh em nè. Fan Six cần còn đẹp anh em nhé. Này có quẹt quẹt mấy đường ha, do cái fan khác nó cạo vào cái sơn đó. Đấy, quẹt quẹt sơn bên ngoài thôi. Quẹt ngay đây thôi. Cái chỗ này thôi anh em. Còn lại là đẹp hết. Con này mình bán cho anh em giá 1 triệu 8 anh em nhé. Mã số 28 giá 1 triệu 8. Giá rẻ cho anh em chơi. Một khúc dài 2 mét. Kế tiếp mã 29 lên cho anh em một con lua 2 khúc ha. Con lua mấy ngang. Con lua này 1,65 m anh em nhé. Thương hiệu Vintech. Tải 5 đến 28 gram, 6 đến 18 phao anh em nhé. Mét 65, độ cứng M nè. Fan Fuji Six ha, 2 khúc. Mét 65 anh em nhé. Cần máy ngang, cứng M. Cần còn đẹp anh em nhé. Giá 800k. Mã số 29, 800k anh em nhé.
30 mình lên cho anh em một con cắm gốc nữa nha. Cắm gốc này cũng là hàng hại nữa đây. Cần còn đẹp lắm. Đấy mình quay cho anh em xem ha. Cắm gốc cần còn rất đẹp. Phen full xích ha, phen ba chân nè. Bát Fuji tem vàng anh em nhé, cần còn long lanh luôn. Đây quay chi tiết con cần cho anh em xem ha, double Fuji xích luôn nè. Full xích hết anh em nhé. Màu này giống màu titan luôn nha. Con này mình bán cho anh em giá 2 triệu 2 anh em nhé. Thông số nó ghi là 6,6 ha. Magnum 6,6 2m nè. Mắt lai 20 pound. Còn mắt rắc là 3,5 kg anh em nhé. Con này là thích hợp cho anh em lui ghềnh. Hoặc là anh em mua câu ngâm sông hồ độ cứng nó tầm H anh em nhé. Cứng lắm. 2m độ cứng H ha. Cắm gốc 2 triệu 2 phân xích ha. Em mua câu cá tra sông hồ câu biển cũng được em. 30. Giá 2 triệu 2. Tiếp 31. Mốt mình lên cho anh em một con cần một khúc nha. Con này thương hiệu Ten Reel, hàng khủng Ten Reel ha. Cho anh em đánh biển cái này nha, một khúc. Chiều dài của nó sẽ là 5 feet 6 anh em, 5 feet 6. 5 feet 6 tương đương với lại là 1 mét 68 anh em. 1 mét 68 ha. Đây, cần một khúc anh em nhé. Bass Fuji. Phen full xích, phen bướm ha. Hàng này hàng khủng anh em nhé. Đây, đọt nó to đùng đây. Khủng lắm. Thông số nó ghi đây ha, 100% carbon nè. Nó dứt được là từ 6 cho đến 10 u giác. Một u giác là 28 gram ha, 10 u giác là nó 280 gram anh em. Đấy. Dứt từ 6 đến 10 u giác. Line là 50 phao anh em nhé. Ten Reel Phan xích hết nè. Giá mình bán là 1 triệu 8 anh em nhé. Giá rẻ cho anh em chơi. Mã số 31 1 triệu 8. 32 mình lên cho anh em một con cần câu biển ha. Câu máy điện đâu nè. Cần này là cắm gốc anh em nhé. Rút gốc chứ, mình nói nhầm. Cần này rút gốc anh em nhé. Đây ngay chỗ này rút ra được nè. Rút đường nhờ để mình xem. À, con này một khúc không rút được anh em nhé. Con này một khúc liền ha. Thì con này là một dòng cần hại đấy, dài 2 mét ha. Hình con cá nè. Phen là phen full xích gòn anh em nhé. Phen full xích gòn. Cái bát nó cũng độc lắm anh em. Bát nó chắc độc lắm anh em nhé. Fuji tem vàng ha, cầm như này. Câu máy điện máy ngang á nè. Con này dài 2 mét, phen xích gòn ha. Con này mình bán cho anh em giá 1 triệu rưỡi anh em nhé. Giá 1 triệu rưỡi, phen xích gòn. Mã số 32, giá 1 triệu rưỡi. Kế tiếp 33 mình lên cho anh em một con cần. Con này là một khúc em nhé, cần vít của thương hiệu Daiwa dòng Catalina. Con này đầy cao quá nè. Bát máy Fuji Daiwa ha. Hàng Martin Thái Lan nè. Con này 5 feet 9 ha. 5 feet 9 thì nó gần 1m8 anh em, gần 6 feet là 1m8. 9327 là nó 1m77 anh em nhé. Gần 1m8 á. Dích từ 90-980 gram ha, rất là đẹp luôn. Mát Lai BE4 anh em nhé. Made in Thái Lan Daiwa Catalina. Phen full xích ha, zin nguyên bản hết. Cho anh em đi công đảo, đi dàn khoan đồ anh em nhé. Double full xích chống xoắn luôn nha. Full xích chống xoắn luôn anh em nhé. Cần còn rất đẹp. Con này mình gửi đến em mức giá là 3 triệu anh em nhé. Giá cũng hợp lý anh em chơi ha. 33 giá 3 triệu. 34 lên cho em một con lua 2 khúc ha.
Lua hai khúc này thì nó của con này là dòng cần súc Nhật anh em nhé, Boy Silver 7,6 ha, 7,6 tương đương với là 2,28 anh em nhé. Lua 5 đến 21 g, lai 5 4 đến 14 phao. Phanh phui xích anh em nhé, phanh xích hết nè. Bát là bát Fuji tem vàng, phanh xích đề ba nó ba chân ha. Rồi vô phui xích nè. Con này anh em lưu ý là ở đây nó đi kéo đây như nào nè. Thì mình thấy như nó bị xước hay như nào rồi nó chết keo lại nè. Con này mình bán rẻ cho anh em ha, 800k thì bán như tiền bộ phanh xích thôi. 800k anh em nhé, câu bình thường không ảnh hưởng gì hết, này bên Nhật nó làm anh. 800k anh em nhé. Mã số 34. Con này độ cứng nó cỡ L anh em, cần dẻo cho anh em câu cháp, câu hành đó. Hoặc là anh em lưu suối ha, đánh cảm giác đó. 35 lên cho anh em một con cần hai khúc ha. Độ cứng cao nè. 3 mét 2 khúc anh em hỏi nhiều lắm nè. Đây hôm nay về con ha. Alpha Tackle Carbon Caro luôn nè. Super Carbon anh em nhé. Alpha Tackle này là dòng nội địa Nhật anh em. Fan Fui Xích ha. Fan cầu Fan Xích nè. Fan Xích hết. Cái fan của nó có dính muối nghe nhé. Cái này về cạo cạo là ra nè. Em lấy tay mình cạo ra nè. Nó bị cái tem xanh xanh tí thôi. Con này cứng khủng lắm nha, bát Fuji da băng này. Anh Fotaco 3 mét 2 khúc ha. Đây, phen khủng ha. Đầu vụ vui xích luôn, cần còn khá là đẹp. Con này độ cứng nó tầm cỡ 100 đến 120 á nè, dài 3 mét. Con này bán 1 triệu 8 anh em nha, mã số 35 1 triệu 8. Ba sáu lên cho anh em một con cần lua hai khúc anh em nhé. Con này là con cần Daiwa anh em nhé, Daiwa Phantom hai khúc, cái liệu carbon hai da ha. Đây carbon hai da đây anh em, Daiwa Phantom. Con này chiều dài 3 mét hai khúc ha, độ cứng là M anh em nhé, M tải mồi 7 đến 21 g. Cho anh em đánh lóc đánh chẽn nha, hình nấc anh em có thấy nè, có xước xước đây tí anh em nhé. Giá mình bán cho anh em là 1 triệu 6 anh em. Mã số 34 1 triệu 6. Đây qua lua 3 mét 2 khúc ha. Fan Fuji hết. Zin nguyên bản. Cho anh em đánh lóc đánh chẽm anh em nha. Đây. Cứng M. 36 1 triệu 6. 37 lên cho anh em một con cần 2 khúc anh em nha. Con này thương hiệu Naviato nè, độ cứng cao nữa nè anh em. Con này độ cứng là 100 và 3 mét 2 khúc ha. Naviato. Cần còn mới tinh. Phen là phen phui xích anh em nhé, phen xích xích hết nè, bát phui cho tem vàng, còn máy tinh ha, Navigator nội địa Nhật carbon cứng 100 và 3 mét nè, phen xích hết nè, rất là đẹp. Cho anh em câu cá tra sông hồ của lăng xê ha. Con này em bán cho anh em giá 1 triệu 4, mã số 37, triệu 4 mã 37. 38 lên cho anh em một con cần lua hai khúc anh em nhé, lua hai khúc. Con này chất liệu carbon phan bát Uzi, dài 2,7 m, độ cứng là H anh em nhé, tải 10 đến 60 g, lai 10 đến 30 phao, margin Korea xuất Nhật ha, cần còn cũng khá đẹp. Phan bát Uzi cho anh em lua lóc lua chẽm ha, 2,7 m cứng H, cứng lắm, 10 đến 60 g anh em nhé, giá 1 triệu anh em nhé, mã 38. 39 lên cho anh em một con dây trong nè, 450k ha. Mới tinh nè. 52,7 m Suzumi 450k anh em nhé. 40 một con hai khúc anh em nhé, chất liệu carbon xoắn nè. Phiên bát Fuji hết ha. Giá 1 triệu anh em nhé. Con này độ cứng là cứng tầm 50 đến 60 ha. 50-60, dài 3 mét ha, Alpha Tackle. Giá 1 triệu anh em nhé. Cho anh em câu cá tra, câu lăng xê, cần cũng còn đẹp. Có quẹt quẹt đây mấy đường anh em nhé, nội địa Nhật.
40. 41 lên cho anh em một con đai hoa carbon Kavat anh em nhé. Làm từ chất liệu áo giáp chống đạn nè, Kavat carbon. Cứng 50 và 3m3 ha, phen phui sứ và vàng. Bát phui cho tem vàng ha, cần còn rất đẹp. Con này thích hợp cho anh em câu câu lăng xê ha. Câu cá mè, câu lăng xê rồi nè. Ngọn cây bát xoắn cuộn hết nè, phen phui sứ và quang ha. Dinh nguyên bản hết. Mà nó có một cái phen, đây quay cho anh em xem ha. Đây nó bị nứt đen đường. Nứt thì chỉ nứt cái vòng ở bên ngoài anh em, cái phen thì còn y hinh nè. Nó không ảnh hưởng gì hết nhưng mà mình vẫn báo anh em á. Đấy, vào đây thì nó cứng ngắc hết đây. Nứt ở trên nè, đây ngay ngón tay mình chỉ ha. Nứt đường nhỏ ở đây nè. Phen thì bình thường đi nhé, vòng sứ ngon lành hết, cứng lắm. Thì nó bị mỏi chỗ đó đó, còn lại ngon lành hết, cần này mới tinh nè. Còn xoắn, xoắn cây bát nè. Anh nào không thích về hai để phen khác ha. Mình đây mình bán nhanh gọn, bán con này cho anh em giá 2 triệu anh em nhé. 2 triệu, còn mới tinh cây bát nè. Mã số 41. 42 lên cho anh em một con cần vít nữa. Cần này cần khủng nữa anh em. Con này là cần một khúc ha. Độ cứng là hắc nữa anh em, cứng lắm. Chiều dài nó để xem mình đo coi. Nó ngắn hơn con Catalina tí xíu. Con này chắc 1m7 anh em. Chiều dài 1m7 anh em nhé, độ cứng hắc, cứng lắm. Phen phui xích, phen ba chân nè, phen khủng luôn nè. 40 anh em nhé. Cần này cũng chắc lắm anh em. Phôi nó xoắn hết em nhé, xoắn cuộn hết nè. Dòng này nội địa Nhật, nó bán bên thị trường của Nhật nè. Phen khủng lắm anh em. Con mình gửi với anh em mức giá là 2 triệu rưỡi anh em nha. Giá rẻ cho anh em chơi ha. Đồ bu chống xoắn luôn nè. Con này nếu mà dít anh em đánh mồi tầm 100 mấy gram thoải mái anh em. Nó không ghi thông số anh em nhé. Nên chỉ ghi chữ H nè. Dài 1m7 nha. Giá 2 triệu rưỡi mà 42. 43 lên cho em một con cần tay ha. Đây là một dòng cần tay Shimano Tin Power ha, Protech nè, dài 9m. Con này cứng thì tầm 4H anh em nhé. Tomorrow, Tackle, Today nè. Xoắn đẹp anh em nhé. Xoắn đẹp. Đây, quay ngọn nó cho anh em xem. Đây, ngọn của nó đây. 4H anh em nhé. Ngọn màu đỏ. Đấy, thân cần màu đỏ luôn. Xoắn gân gút hết anh em nhé. Đây quay cận cho anh em xem ha. Về sau mình bán vậy nha anh em. Con này bán với anh em giá là 2 triệu rưỡi. Đấy. Thì anh em hay thắc mắc là tại sao có một số cần ấy, lúc thì nó giá nó lại rẻ hơn bình thường và lúc thì nó lại đắt hơn những con cần bình thường ha. Thì do cái giá mình nhập vô anh em nhé. Thì anh em nào thấy hợp lý thì chơi. .43 này giá 2 triệu rưỡi anh em nhé. .44 lên cho anh em một con cần đeo qua fit 3 khúc ha. Con này dài 2m4 anh em nhé. Cứng thì nó tầm cỡ 100 á. Cho anh em câu bè ha. Phen Fuji. Bass thì bass inox của Daiwa 500k anh em nhé. Cái đít cao su dưới đây bị mắc ha. Cần thì còn đẹp, 500k mã số 44. 45 một con flip ha, hai đọt anh em nhé. Con này bán rẻ cho anh em 300k, lý do nó bị rớt ngay đây cái phen nè, rớt cái vùng sứ nè. Rớt là của một cái đọt khác. Con này hai đọt còn rớt hết đọt nè. Để anh em về gắn cái sứ lại ha, dùng bình thường. Rớt mắt rồi.
300k anh em nhé. Con này dài mét 8 ha, hai đọt mềm cho anh em câu bè anh em nhé. Đọt này nó tầm cỡ 10 20 nè, đọt này cứng tầm 30. 300k mã 45. 46 con 3 khúc hai đọt nữa này nè. Con này 2 mét 7, em mét tây ha. Một đọt 30 50, đọt 50 80. Con này bị rớt hết vòng sứ như đây nè. Đấy, em về bấm lại ha. Bán cho em 450k. Cầm này còn đẹp đấy nè, em mét tây nội địa Nhật. 450k ha, phen bát Fuji hết nè. Cuối cùng con cần hai khúc hai đọt anh nhé, đọt 50 đọt 80 2m4. Cái liệu gấp fit phiên bát Fuji hết. Con này Suzumi anh em nhé, giá là 500k 47. Tổng quan sơ lược giới thiệu đến anh em 47 con cần anh em nhé. Anh em thích con nào cứ alo trực tiếp với shop mình. Rồi mình xin chào toàn thể anh em.